Entendi. Ok, nó bên nó ở giữa lưng này, để chị quay đầu này. Hãy đăng ký kênh lắm một tiếng nữa đây ngả ra sao xuống tay ta làm tư thế đi chưa ta làm cổ bên phải đau rồi này bên trái bên phải phải đúng không cứng luôn.
Nên là cần phải giảm thêm. Ngồi lên đây. Hơi đập ca này đi. Cúi xuống, cúi xuống. Ngửa lên. Cái tay vào. Đánh bàn thép rồi đấy. Ngửa ra xong. Ngửa ra xong. Tạm dừng đi. Nhưng mà sao? Thở ra này. Thở ra. Nhưng mà sao này? Chuyển hai chuyển. Nó giãn nhiều mà nào? Đoạn này. Là giữa luôn à? Hay là thắt lưng? Là giữa rồi đúng không? À, thì ngồi dậy đi. Hai chân. Sau này cơ này vẫn phải tự giải thêm. Hôm nay cố gắng thêm một tí nào đây, đẹp nhất. Đang. Đang. Là thắt lưng. Ok. Ngửa ra sao chị? Ngửa hết cỡ ra sao? Cứng luôn. Đừng đây, đừng đây.